đấy, thoại đấy, luôn cảm ơn Phạm Thoại, Phạm Tuế, Phạm Tuế, Phạm Tuế, chúc mừng Phạm Thoại mới có thể thay đổi như ngày hôm nay. Thì bởi thế phải biết nhìn một cái điểm yếu, nhìn một cái điểm phải chê thẳng nhá. Ok, một mình một bệ một ban đi rồi đấy, gọi là nô bọc hai hàng rồi, phải con là được xếp hàng xếp dạp đấy, cái quỳ sụp xuống Phạm Thoại Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Tuế, chúc mừng. Thì bởi thế, nhưng mà mọi người đã coi tập 1 chưa? Phạm Thoại đã thích thẳng nhá. Ok, từ ngày mai em thẳng luôn, có thêm được đấy luôn. Nó gửi thiệp mời cho em có đúng ngày cả tháng 4 đâu, chứng tỏ nó lừa em mà mọi người, đúng không? Ủa thế à? Nó gửi thiệp mời cho em có đúng ngày cả tháng 4 đâu mọi người. Nó lên nó giải thích với mọi người là đám cưới của nó là ngày cả tháng 4, mọi người không đăng nó đăng. Thế mắc gì nó gửi cho em trước ngày cả tháng 4? Ủa thế là nó lừa em đúng không? Có đứa bị lừa đấy. Nguyên cả nước bị, chị không phải có đứa, nguyên một nước. Mờ đi ra tới đó luôn hả? Đến lúc mà em lên live stream á, em lên live stream á, em nói với mọi người là mình nghĩ là content thì cả nước lao vào chửi em, bạn bè thì bảo vô duyên. Mà đám cưới của bạn lại bảo là ở đây nói bạn như này như nọ, xong cuối cùng vỡ ra hóa ra cả tháng 4, mấy mảng đi trốn hết không biết đâu. Về vương quốc của Phạm Thoại, cư ngụ chọn một đời bên vương quốc Phạm Thoại. Đúng rồi, lúc đó chị cũng chị suýt tin ấy mà. Em là một đứa này, em xin lỗi, em là một cái đứa sống không bao giờ còn tên nên em không sợ. Em á, đôi khi em cũng có gây tranh cãi vấn đề này, nhưng mà ít ra á, nó là những cái điều xảy ra ở trong cuộc đời của em thật, chứ em không nghĩ ra một cái chuyện gian dối để em làm cái content gì cả, cho nên em không sợ. Còn thử đụng đến thí sinh của em coi, em chiến tới cùng luôn. Bởi vì là nếu mà mình nói thật thì mình sợ cái gì mọi người, còn cứ content này content kia mới sợ thôi. Chị chắc chắn quá trời, thí sinh của chị và bị đụng vô chị cũng phải chiến như vậy. Đúng rồi, tại vì mình, nhưng mà mình là cái người phải là được quyền nói lên những cái đó, còn mình mà phải khách sáo một tí xíu với tim người khác. Mình nói sự thật mình không ngại, còn nó dám lên livestream tay bao với em, xin lỗi em không ngại Phạm Thoại. Thôi Phạm, mọi người là cả nước sợ mồm Phạm Thoại chứ riêng em không bao giờ sợ, riêng ba cái mồm Phạm Thoại của mình em chấp hết. Đâu đâu một cái mình mời chị đụng đến em được, đừng đụng đến thí sinh của em, đụng đến thí sinh của em là em chơi tới cùng, em nó có content thì từ trước đây moi ra hết. Trời, chị cũng thế chứ sao. Mà mình mọi người phải thông cảm được là cái vai vế của mình ở cái vị trí của mình là người nhà hay là mentor, thí sinh của mình bị đụng vô như là ngồi đó xong rồi không bảo vệ thí sinh là bị nói là gì bù nhìn nè. Cái gì Lucy Tuấn Dương thấy yêu ái song vi hơn cả member team mình, không ai yêu ái hơn đâu mọi người ơi, khổ quá. Cái bạn ngố này, cái bạn ngố này, bạn ấy còn mình từ nãy giờ luôn. Thế à? Ừ. Các bạn comment là mình ưu ái với... Bạn này là bạn gây quơ, phải không? Gây quơ à? Bạn này là bạn gọi là gây chiến tranh rồi đó. Gây chiến tranh là bạn vui như thế à? Bạn vui thì mình chiều thôi. Thì mình đã nói rồi, nếu mà là người nhà thì mình bảo vệ, nói đúng thì bảo vệ theo vì làm không tốt. Nếu như hai vi là không tốt mà anh Long Chun có gửi hai vi vô vòng loại, anh sẵn sàng, nếu được anh sẽ loại thẳng tay. Nếu hai bạn loại, nếu mà hai bạn làm không tốt. Đúng rồi cả nhà ơi, cái gì nó phải ra cái đó chứ. Bây giờ nói thiệt nhá, người nhà các bạn bị thế thì các bạn có đứng ra các bạn nói chuyện không? Em ơi, anh nói thật. Và ở đây mình không chỉ nói về hai song vi, mình còn nói ở cái cách là khi bạn khi thoại bình luận các thí sinh của các đội khác cũng phải là có sự điều chỉnh một tí xíu, không thể cứ thoải mái như con người như thế được. Người lớn mà bây giờ cứ nói bọn trẻ con bị kỳ á. Kiểu như thật ra là chị nghĩ là nói cũng ok, góp ý cho các bạn tốt hơn, tại vì các bạn là thí sinh chương trình, nhưng mà chị đã nói rồi, phải nói sao cho nó đúng cái tinh thần để các bạn hiểu, chứ không về các bạn tự nhiên các bạn bị tiêu cực luôn. Anh mời chị Viên nhé, chị Viên không vô đâu. Chị Viên có vô không để em mời này, chị Viên có vô không? Ý là bây giờ chị Viên vô chị Viên sẽ không biết nói gì. Đúng rồi, Viên lại cười không đấy. Đúng rồi, chị Viên chỉ cười thôi. Bây giờ chị Viên vô là chị Viên không nói được cái gì đâu. Rồi 8.000 mắt kìa, tôi chết rồi. Chết rồi, nãy giờ nói sung quá rồi. Mai là sẽ có một bài báo mentor Lucy Tuấn Dương và Long Chun hùa vào nói xấu Phạm Thoại, đúng không? Đúng không? Thật chính sao? Là một cái bài báo đúng không anh? Chính là mình bị dắt mũi không? Thôi kệ đi mọi người, mình sống bằng giá trị thật, mình không sợ. Có phải mình nói có gì sai đâu mà mình sợ. Mai chính là có một là TikTok giật Long Chun, Lucy và Tuấn Dương hùa vào nói xấu Phạm Thoại, chắc chắn 100% luôn. Kệ đi em ơi, kệ đi, nhiều người ta còn ấy cơ. Thật còn ấy cơ. Chắc cũng đang edit clip rồi á anh ơi. Ừ, giờ này chắc đang cắt clip, đang edit clip rồi mà. Xong rồi rất là hơn thua luôn. Làm gì mà đến mức độ như vậy. Mình thi vào đây luật chơi nó có luật mà. Hơn thua cắn cảo làm gì, đúng không? Ủa, Lucy Tuấn Dương sao rồi? Lắc. Nhưng mà không làm gì đến cái mức độ mà cứ phải sân nhau từng tí như thế. Nó kỳ lắm. Cho nên là tại sao mọi người hay nói là ở chương trình chợ nó cũng đúng ấy.
kiểu săn nhau từng tí một, chấp nhau từng câu nói một rồi á, đem từng cái mình hơn người ta. Ở cuộc đời này không ai hơn ai hết á. Ở cuộc đời này ai có cái này thì người khác sẽ có cái khác bù lại. Thoại bán hàng giỏi nhất nhưng em nhiều follower nhất, đúng không? Đúng không mọi người? Chẳng lẽ bây giờ em lại bảo là ô thì bây giờ ba nhà kia cộng follower lại bằng em không à? Thế thì quá không là lại... đúng không? Thế thì mình lại sân quá. Mặc dù mình có những cái thế mạnh nhưng mà mình bớt bớt là ai không nhìn thấy điều đấy. Phải để người ta nói chứ tự miệng mình nói ra nó kỳ lắm. Tin tức 24 giờ mới thả tim mà. Bây giờ tin tức 24 giờ chính là có một bài post ngay đêm nay. Nhưng mà mình nói đúng, mình không từ trước khi nó nói xong Vi á, em vẫn cảm thấy rất bình thường. Em vẫn cảm thấy thôi Thoại nó là một cái người mà nó thích thu hút truyền thông. Và thật ra Thoại nó cũng là cái đứa giỏi. Thoại nó cũng là cái đứa giỏi, khi lúc nào báo chí cũng nhắc về nó. Đôi khi nó hơi tiêu cực nhưng mà thôi đấy là cách người ta chọn mà em vẫn luôn tôn trọng. Nhưng mà nó nói thí sinh thế này thế nọ thì em thấy là nó quá trẻ con và nó quá là kỳ. Ngồi ở cái ghế mentor thì mình phải làm đúng cái vị trí của người mentor, mình huấn luyện cho thí sinh của mình thôi. Và ví dụ mình có chiến thắng thì mình fair play lên, mình chiến thắng nó mới vẻ vang. Chứ còn nếu mà mình đâm bị thóc chọc bị gạo đâm người này chọc người kia để chúng nó xuống tinh thần và chúng nó thi không được á, thì thật ra khi mà chiến thắng cười cũng cười không nổi, em nói thật. Nên các bạn cứ nói là mình vô mình nói xấu này kia, nhưng mà cái này là cũng là quan điểm cá nhân nhé. Chưa nhân vật tên lò và like nó tên lò là sau này hơn thua ghê. Và cuộc chơi phải hơn thua chứ, vì có thắng có thua mà, có đứa thắng có đứa thua thì phải hơn thua. Đó, và... một cách văn minh là ok mọi người. Thì anh Thoại anh ấy bảo là hỗ trợ anh Long Chu buổi live sinh nhật mấy tiếng lận thì có liên quan gì đâu em. Thì bạn bè mình hỗ trợ này, một bạn là bạn mà lên chương trình ý là sao vậy? Ý là bây giờ không mà hỗ trợ chung được, hỗ trợ sinh nhật là được nói xấu thí sinh người ta hay sai sao? Đúng rồi. Anh Thoại bảo mới giúp anh phiên live sinh nhật xong, chắc anh không giúp Phạm Thoại phiên mega live. Có qua có lại thôi, cuộc đời có qua có lại thôi em. Ở đây ai cũng đi hỗ trợ nhau hết trơn á. Em nói là Phạm Thoại hỗ trợ anh, chắc anh không từng hỗ trợ cho Phạm Thoại. Anh cũng từng qua quay teaser phi vụ triệu đô cho Phạm Thoại mà em. Anh cũng lên phiên live đó, anh kéo số cho Phạm Thoại mà em. Cho nên là cuộc đời này có vay có trả, đừng có lôi những cái đấy ra. Còn nếu cảm thấy á, lúc đó mà cảm thấy không muốn giúp á, đừng nhận. Xung quanh anh còn rất nhiều người kéo số được, anh chị Lucy Tuấn Dương kéo số được em, rất nhiều người kéo số được. Chẳng qua là gì, muốn nó là một cái cộng đồng hỗ trợ cho nhau, thì ví dụ như là người này làm người kia hỗ trợ cho nhau thôi. Còn nếu mà lại lôi cái chuyện là trước lại anh đi kéo số cho em, thôi bây giờ mình cũng không đào sâu nữa, mất công lại bảo là mạch lá tìm sâu rồi nói này nói nọ. Các bạn cùng em thì phải trả lời câu các bạn như thế này, các bạn phải hiểu như thế, cả nhà. Chuyện nào mới phải ra chuyện đó, không có nhọc nhằn chung với nhau là như vậy được. Mọi thứ nó phải có cái riêng. Ví dụ như bạn, mình chơi ngoài là bạn, nhưng lên chương trình mình vị trí là mentor và mình phải cạnh tranh lành mạnh với nhau, thì mình phải cạnh tranh với nhau. Đấy, rồi còn mình tranh luận thì mình là tranh luận, nhưng trong mỗi cái cạnh tranh, trong mỗi cái tranh luận của mình thì phải thể hiện được cái tính văn minh hay là cái cá tính của mình, thì mình là cái người quyết định, chứ mình không phải là để cảm xúc quyết định. Thì diễn để cho chương trình drama cho hot á, không có diễn mọi người ơi, diễn. Tôi đang diễn đấy. Tôi đang diễn dữ lắm thế này. Thực ra nếu mà diễn thì chị em mình cũng thuộc hàng sao hạng F ấy, về diễn xuất. Diễn đấy, đang muốn diễn dữ lắm đây này. Đang trôn thôi, không diễn gì mà hả? Tất cả mọi người đi vô chửi tụi tôi quá trời đó. Lucy Tuấn Dương đừng có nói xấu người khác nữa, mất hình tượng quá, có nói xấu đâu. Đừng, nói chung là đừng có đọc cái comment đấy, toàn Thoại con thôi, sắp về vạn tuế, vô Phạm Thoại bên kia nơi rồi kìa. Sắp chuẩn bị dâng lên đầu, in ảnh để đầu giường cái nơi rồi, em trả lời những cái comment đấy làm gì, kệ đi em. Chuẩn bị về với vương quốc của Phạm Thoại, vương quốc của đám cưới và đám ma. Thôi thì hôm nay câu chuyện nó cũng chỉ thế thôi mọi người à. Rõ ràng bạn nào hiểu sẽ hiểu, còn bạn nào không hiểu thì mình cũng không nhu cầu để giải thích. Thôi chúng mình nói chuyện tích cực đi. Từ nãy giờ bực quá. Thôi xả xong rồi là xong. Nhưng mà mọi người thấy không, phải xả chứ. Câu chuyện mình phải giải quyết như thế này thì mình còn nhìn mặt được nhau đúng không? Chứ còn mình để trong lòng nha, mình ghét nhau luôn, khỏi chơi, khỏi làm việc. Mà thôi ghét thì thôi, ai cũng sống cuộc sống người đấy thôi. Nói chung là cuộc sống này là cái gì hợp thì nó sẽ đến gần nhau chị ạ. Còn nếu mà không hợp thì thôi mình để cho nhau không gian riêng. Đó, mình không có cần liên quan gì cả. Nhưng mà vấn đề là biết là hay tạo content rồi, nhưng mà đừng có tấn công thí sinh. Kém văn minh. Một cái thông điệp muốn gửi lại cho cả nhà nắm giữ. Để như bên kia đang chơi nối từ. Bên mình cũng chơi nối từ không? Chơi. Mời... Em ơi, chờ anh xíu. Anh Lăng Chu Năng nói mấy Thoại con và vương quốc ồn ào của Phạm Thoại. Mình xin phép này. Dành một câu dành cho Long Chun. Long Chun ơi, thử xem trên live stream mới nhất của mình đi, xem có ồn ào hay không. Nếu như mà sợ ồn ào đã không mời Phạm Thoại sang live cùng. Em ơi, nghe đau đầu lắm em ạ. Chỗ đang tự nói mình đó em. Dạo này thiết thở cũng không ra hơi đó. Trời là trời, đi nói người ta. Nói xấu chứ xin. Nói nghe này, không phải nói xấu. Nếu như nói xấu, ta sẽ nói xấu sau lưng. Nghe ta nói trực tiếp vào trên live stream luôn. Hiểu không? Đừng nói để cho mà biết đường. Kệ đi em ơi.
nói đi nói lại này thành vớ vẩn. Ôi kể đi các bạn ơi, bảo anh nói gì thì đừng động vào thí sinh. Em ơi, không phải là động vào thí sinh, mentor có quyền nhận xét đúng không? Mentor có quyền nhận xét thí sinh. À nếu như mà thí, ví dụ như là kể cả Long Chun mà nhận xét, ví dụ như vừa nãy Long Chun nhận xét Hoàng Phi Hùng, Phi Hùng của team Phạm Thoại nhạt hơn Song Vi thì sao? Phạm Thoại không nói gì, đấy là cái quyền tự do ngôn luận, hiểu không? Trời ơi các bạn ơi, vừa nãy Long Chun cũng nhận xét Phi Hùng của mình nhạt hơn cả Song Vi đó, không ai nói gì, không chấp nhận sự thật, không dám chấp nhận sự thật thì thôi. Bị chấp niệm với chính mình. Đúng. À tất nhiên rồi, cuộc sống này sẽ phải có nhân quả nha các bạn ơi, cuộc sống phải có nhân quả. Và mình đã chơi là có chịu, còn nếu như mà chơi mà không chịu thì đừng chơi. Ha. À, nhớ. Nói đi kệ rồi. Giờ biết sao giờ? Mọi người cũng có nói thí sinh quá trời luôn, mọi người nói Marco là ồn ào như Phạm Thoại, phải chấp nhận. Hiểu không? Dạ. Yeah. Mà em cũng biết chế lại mấy bữa lại mọi người cảm thấy không được nữa. Nói thí sinh của mình này kia thì mình cứ chấp nhận mà. Nhiều người nói Marco ồn, bản thân mình còn mình cũng công nhận là Marco ồn. Đó. Còn thẳng các bạn luôn, phải chấp nhận điều đó. Thì đã bước vào cuộc chơi phải biết lắng nghe. Mình là mentor và các bạn là thí sinh, các bạn cũng phải biết lắng nghe. Và mình là mentor, mình có quyền nhận xét những thí sinh khác. Cũng giống như mọi người thôi, tại vì đằng nào thí sinh thì có bước vào vòng loại cũng là mentor khác loại mà, đúng không? Nên là mình thấy là điều hết sức bình thường, không có gì hết.